Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận từ năm 2015 đến nay đã thực hiện 88 vụ cậy cửa đột nhập vào nhà dân, đục phá két trộm cắp tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Địa bàn hoạt động chính là Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương. Riêng tại huyện Lâm Hà, nhóm này thực hiện đến 51 vụ.